Địa Mẫu Diệu Kinh. Phật Mẫu tuy vô hình vô tướng, Mẹ cầm quyền phạt thưởng nhân sinh, ban ra lời ngọc chơn kinh, khảo sát địa lý khai minh địa cầu. Thuở hỗn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thị biết đâu. Phật Mẫu đã ngự từ lâu, phân ra thiên địa hoàn cầu chuyển xoay. Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoằng khai lời thật huyền linh, phổ thông truyền bá chơn kinh, phán bày phong tục nhân sinh sáng ngời. Chốn phàm trần đến đời ngương hạ, mẹ giáng cơ bút tả chơn kinh, ai truyền ấn tống phổ in, mẫu hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chơn, dựng đời thành trị thượng gương, hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường. Khắp thế giới thập phương cung kính, tráng niệm trì nguyện thỉnh lời châu, đắc thành sở nguyện mong cầu. Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm, hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ, lưu truyền kinh từ thuở ban hành. Kẻ nào tụng niệm chơn thành, thánh tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi. Ai chẳng tin bất cầu ác cảm, chê bai rằng mờ ám không tùng. Đến khi nào lúc lâm chung, hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau. Ngục A Tỳ sa vào miên diễn, đọa đầy người lắm tiếng dễ khinh. Sanh lòng nhạo báng lý kinh, tội như biển cả mông mênh thảm sầu. Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hải, mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu. Xét ra khắp cả hoàn cầu, đều do lệnh mẹ pháp màu chuyển ra. Mẹ thương con vì tha tất cả, nào thấy ai để dạ xót thương. Đắng cay khổ nhọc ai tường, rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao. Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu, bố cáo cho người hiểu rõ ràng. Đứng ra giải đáp lời vàng, cho người trần thế dương gia tri tường. Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh, nạn thiên tai phải quạnh hiu sầu. Dập dồn nhiều cảnh khổ đau, họa tai trước mắt tránh đâu bây giờ. Mẹ thương con đề thơ phân tỏ, lại chẳng nghe ghi rõ lời châu. Cuộc đời thế sự bể dâu, mẹ đà tường tận đoán rồi tiên tri. Dầu khó khăn việc chi nguy khốn, mẹ bình trị chỉnh đốn khắp nơi. Phán truyền bày tỏ bao lời, hóa sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh. Phật Mẫu có phân rành tất cả, 72 vị đã lãnh phần. Đương kim hành sự xa gần, vị nào cũng có thánh thần hợp chung.
duy mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ xứ nào. Lập chùa tạo miễu đền cao, phụng thờ thần thánh ra vào cung nghinh. Còn mẫu đây riêng mình ai nhớ, đến tánh danh cũng chớ tường tri. Cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không. Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ, nên cam đành khổ lụy sầu bi. Quanh năm bao cảnh loạn ly, trời mưa không thuận đất thì không sanh. Mẹ thương con chẳng đành đoạn dứt, tình thiêng liêng bút mực ghi rằng: các con lớn nhỏ nghe chăng, thọ trì kinh mẫu khó khăn cũng lành. Khắp nhân sinh điều hành tâm đạo, giúp cho đời cải tạo ăn năn. Chẳng luận cao thấp ngang bằng, dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh. 9 tuổi biết cung nghinh đọc tụng, điển huyền di hữu dụng mẹ ban. Cốt nhục xa cách lạc đàn, mẹ cho tái hợp bình an sung dày. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt, dầu chia tay cũng hiệp cùng nhau. Không phân hai bậc thấp cao, ai ai cũng được truyền trao kinh này. Khắp non nước đông tây nam bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng. Thập phương bá tánh rõ thông, nếu chẳng khứng thọ chắc không sinh tồn. Bao nguy khổ dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng. Chúng sanh ngã gục nhào lăn, lâm dòng đại nạn thoát chăng được nào. Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật, sanh ra nhiều chứng thực gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê, thảy đều thọ nạn ê chề khổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sản này ngã chết chẳng còn. Đói lòng quằn quại các con, dạy khuyên ráng nhớ lời son mẫu từ. Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối, gắn tâm tu thông suốt lý kinh. Truyền trao giải nghĩa phổ in, cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ, nội trong năm phổ độ đầu tiên. Mưa hòa gió thuận khắp miền, mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai. Còn như đáo lệ ngày kỵ mẫu, lập đàn tràng bái mẫu trì kinh. Dân đèn sáp thiệt quang minh, từ tôn phủ điển nhân sinh phúc đầy. Mỗi trăng có 3 ngày mậu kỵ, hãy thành tâm bền chí cúng dường. Kỉnh đàn đăng thủy hoa hương, ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo. Việc cúng kiến phải cho tinh khiết, cố gắng tu tha thiết cần chuyên. Lo tròn phận sự hằng niên, 36 nhật kiền thiền trì kinh. Sắm lễ vật cung nghinh từ mẫu, trong các ngày kỵ mẫu lập đàn.
gồm có 6 ngọn đăng quang, quả hoa tươi thắm hương phần 5 cây, 6 chung nước lọc đầy đủ lễ, cùng chung nhau họp để kỉnh đàn, thuyết kinh giải lý rõ ràng, mỗi người đều định tâm an thọ trì. Ai xứ nào làm y lời dạy, định tinh thần tụng bảy biến kinh, tiêu bao nghiệp chướng tội mình, hưởng đời ngương thượng huyền linh sinh tồn. Ai cố gắng sớm hôn trì tụng, thêm 2 thời chuyển dụng tâm thành, mẹ ban huyền diệu điển thanh, tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia. Đức Từ Tôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng, lúa mạch gần chín đầy đồng, hiện ra móng bạc hư không rõ ràng. Gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cảnh phong ba, khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàn. Nạn đói lạnh lầm than đau xiết là điềm trời ứng thiệt rõ ràng. Thiên đình thâu hạt lúa vàng, thần linh ngũ cốc lịnh ban về trời. Gieo họa cho cảnh đời khốn khổ, tuy vậy mà có chỗ cũng chừa. Nơi nào kính mẹ sớm trưa, trì kinh địa mẫu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó, được trúng mùa mưa gió thuận hòa. Ai từng phổ biến gia gia, tuyên truyền kinh mẫu đứng ra giải bày. Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý, mẫu sẽ sai các vị thiên thần, gia thần ủng hộ ân cần, đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm. Được phúc lành tháng năm no ấm, trên thiên đình ghi chấm phước ban, nội gia kẻ đó thanh nhàn, sẽ được thành phát vinh quang muôn phần. Thanh long bạch hổ thần cũng giáng, phò tá người xứng đáng con lành. Từ Tôn cho biết rõ rành, trăng mười thập bát giáng sanh trần miền. Đến giờ ngọ kiền thiền kỉnh mẫu, chẳng có nên dời đổi thời gian. Sửu mùi thình tuất không an, đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh. Cầu lịnh mẹ thương tình cứu khổ, phủ điển linh phổ độ chúng sanh. Các con tụ họp tâm thành, được ban mầu nhiệm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiển thánh xuống đời tri chứng, phương hướng nào bền vững chí tâm. Thường hành kinh mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kính tháng năm thanh nhàn. Còn lo chi mùa màng chẳng trúng, nhà nào hay trì tụng kinh này, phước lành sẽ được hưởng ngay. Thăng thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm, hưởng quý tế cao thâm lộc cả, thọ hương đăng trà quả vinh sang.
Chơn kinh của Đức Mẫu Hoàng, gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu. Kinh Địa Mẫu đứng vào bậc nhất, chẳng tường phân ý thức suy lầm. Đời người còn bởi mê tâm, chẳng nên khinh dễ lỗi lầm tội mang. Ai tỉnh ngộ lập đàn cung kính, thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường, nạn tai nghiệp chướng lỡ dương, một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân. Kinh Địa Mẫu thấm nhuần đạo lý, gắn cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên, hằng ngày ròng rã khẩn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh Mẫu hơn muôn ngàn kinh khác, ai chí tâm hiển đạt phúc lành, rõ thông từng chữ hiểu rành, người đó sẽ được mẹ dành hồng ân. Điển huyền linh xa gần chiếu tỏa, phóng hào quang khắp cả bầu trời, thưởng người hiểu rõ từng lời, tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu. Ai thông đạt từng câu nghiệm kỹ, đã tri tường nghĩa lý diệu kinh, có thể gội sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan. Như ai rõ từng hàng mẫu dạy, qua nạn tai sắp xảy đến mình, lại còn hưởng được phước dinh, tam tài lộc thọ khương ninh thanh nhàn. Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển, thì đích danh mẫu chuyển điển quang, luôn được phước lộc bình an, đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc dày. Như nghe thuyết kinh này chẳng tưởng, lại bỏ qua không lượng tường tri, mà lòng chẳng khứng thọ trì, bị khép vào tội khinh khi Phật trời, tội phỉ báng bao lời xúc phạm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu than. Ngày ấy chẳng có kêu oan, phải đành dương tội gian nan ngục hình. Dân nước nào chẳng tin lời mẫu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha, đại kiếp thủy hỏa phong ba, thảy đều chết rụi đâu mà còn chi. Lòng mẫu tử nghĩ suy đau xiết, muôn hư hủy đại kiếp phong ba, nạn thủy hỏa sắp xảy ra, thương cho sanh chúng phải xa cảnh sầu. Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tính mãi bao điều phương kế, chẳng đành lòng bỏ phế lãng ngơ. Tình thương vô bến vô bờ, làm sao cứu được con thơ trở về. Mẹ dùng trước màu phê sắc lệnh, phán phân rằng chỉ định thế này, truyền thần thiện ác đến đây, chia làm hai phía lướt mây xuống trần. Người hung dữ ác thần dẫn dắt,
nhập cùng chung kẻ bất lương tâm, độc ác tàn nhẫn đa dâm, chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi. Bậc hiền lương phương phi quân tử, thiện thần gom lại giữ một nơi, đưa vào chánh giác kịp thời, ngày đêm tu niệm quên đời gian nan, chờ đến ngày hạ màn chung cuộc, mẫu sẽ dạy ra một cái chài. Dầu cho thiện ác phân hai, tóm thâu tất cả một chài nhốt chung, liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm, chừng đó mới thấy diệu thâm, mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành, được sống sót nhàn thanh đủ trí, biết tường phân chánh lý đường tà, thiện gần ác lại tránh xa, từ đó các đạo mở ra khai hoằng, đồng xuôi lòng ăn năn quy tự, chánh đạo mẫu hội đủ đem về, chẳng còn chia rõ khen chê, phân ra nhiều mối khó bề tường phân, hình tướng chài phép thần màu nhiệm, mẫu tả ra những điểm rất cần, nhị thập bát tú phân thân, phủ dây chánh bắc giác gần chánh nam, còn phương hướng tây nam tây bắc, các vị thần giáp mặt lông bào, gồm 60 vị tài cao, mẫu từ phán lệnh truyền trao lời vàng, tuân lời dạy thiên can 10 vị, thập nhị thần đinh chỉ địa chi, tất cả tinh tú các gì, ủng hộ hoàng đế thái di hoàn toàn, đức từ tôn mẫu hoàng điều khiển, thần lôi công lôi điển tám phương, phân thân trấn thủ phi thường, 64 quẻ tỏ tường diệu thâm, hiện nguyên hình tay cầm binh khí, đứng vàng ra trực chỉ đó đây, khắp trong thiên hạ đủ đầy, trận đồ của mẫu lập xây hạ miền, cõi trời nam từ niên đinh hợi, đến niên thân dậu mới thiệt rồi, biết bao huyền bí nhiệm màu, tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha, mẫu từ bủa thiên la địa võng, sức đại hùng giang động kinh hồn, làm cho thiên ám địa hôn, thần sầu quỷ khóc vong tồn thảm thương, còn tứ đại thiên dương tiếp lệnh, bốn cửa trận mẫu định trấn an, tám vị thần lực kim can, xông vào trận hóa pháp đàn thần thông, làm trời đất hư không nghiêng ngã, nhật nguyệt tinh châu hỏa đảo xoay, cũng như trong chóng lăn quay, thế rồi lặng mất không ngày hiện ra, mẫu thâu lại yêu tà lăng mị, kẻ bất lương phải bị luật hình, hô phong hoán vũ lôi đình, làm cho sóng nổ nước minh mông tràn, lửa dậy khắp dương gian nguy khổ,
trận cuồng phong bão tố khắp vùng. Mẫu tận diệt đứa bất trung, xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào. Đến chừng đó vàng thao mới rõ, mẫu thâu xong ngày đó bình an. Nước rút sóng lặng gió tan, sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần. Chỉ còn người hiền lương sống sót, kẻ thiện lương được thoát khỏi vòng. Thế là mẫu dụng huyền công, diệu pháp biến hóa thần thông lẹ làng. Kinh đô có sen vàng đua nở, bốn phía dòng khắp ở thị thành. Các con hiếu thảo hiền lành, đến chừng khi đó mẫu dành hồng ân. Được đổi xác kim thân bất hoại, chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên. Chứng đặng đại la tiên thiên, bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công. Hội bàn đào thưởng đồng tất cả, các con nào đắc quả dự vào. Thế rồi vĩnh viễn về sau, chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền. Chúng con được niên niên bất tử, khoái lạc tiêu diêu ngự cảnh nhàn. Giống cảnh diêu điện mẫu hoàng, luôn hưởng lộc thọ phước an cửu trường. Phật mẫu ngự trên thượng tầng cõi, hoằng khai dưỡng nhân loại bảo tồn. Hết lòng quảng đại sắc son, hóa sanh dạy dỗ các con phản hồi. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh.